Hello, xin chào tất cả các anh chị. Thì ngày hôm nay HD Radio Gò Vấp vừa chốt được bộ dàn karaoke JBL cho chỉ cách siêu cấp VIP Pro ở quận 12. Thì hiện tại thì anh em kỹ thuật của HD Radio đang di chuyển hàng để lắp đặt cho chị khách. Xin mời tất cả anh chị em cùng theo chân của kỹ thuật HD Radio đi về nhà chị khách lắp đặt bộ dàn này nhé. Let's go. Và hiện tại thì anh em kỹ thuật của HD Radio đã đến nhà chị khách ở quận 12. Và với không gian nhà rộng rãi và sang trọng, chị khách đã chọn cho mình một bộ dàn JBL cực kỳ là cao cấp nha các bạn. Thì anh em kỹ thuật đang di chuyển hàng vô trong nhà để lắp đặt cho chị khách. Và bộ dàn karaoke JBL chị khách đã chọn gồm có các thiết bị như là một cặp loa JBL, một thương hiệu đến từ Mỹ, có mã model là KBS2. Cặp loa này có kích thước loa bass là 30cm và cho ra công suất của loa là 350W nha anh chị ơi. Tiếp theo đó là một cục đẩy crown với mã model là KVS500. Cục đẩy này thì có hai kênh, mỗi kênh cho ra công suất là 500W, đủ tải cho một chiếc loa KVS2 nha các bạn. Ngoài cặp loa JBL thì chị khách cũng chọn cho mình một chiếc van số đến từ thương hiệu JBL với mã model là KX180A và một bộ micro cũng đến từ thương hiệu JBL với model là VM300 nha anh chị em. Để hát karaoke không bị quảng cáo và tích hợp nhạc có sẵn thì chị khách cũng chọn cho mình một cầu karaoke với mã model là Vietka Pro 4TB. Và để hát karaoke có tiếng bass sâu hơn và hay hơn, chị khách cũng chọn một chiếc sub với mã model là HTS12 đến từ thương hiệu Bob. Và hiện tại thì anh em kỹ thuật đã kết nối dây xong bộ dàn karaoke JBL. Xin mời anh chị xem kỹ thuật của HD Radio setup bộ dàn này nhé. Sau khi setup xong bộ dàn karaoke thì kỹ thuật của HD Radio sẽ hướng dẫn chị khách cách sử dụng bộ dàn đúng cách. Và xin mời anh chị em cùng mình trải nghiệm chất âm của bộ dàn karaoke JBL và nghe giọng ca cực kỳ hay của chị khách hàng nhé. HD Radio, nâng tầm giá trị giải trí.